Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nguy cơ khủng hoảng nhà ở toàn cầu. Hơn 8.500 hộ dân ở Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ xây sửa nhà ở. Căn hộ 3.000 đô la Mỹ ở Trung Quốc được săn lùng Thưa quý vị, chương trình định cư con người của Liên Hiệp Quốc UN Habitat cho biết, dân số tăng và nhiều người di cư đến các thành phố để tìm kiếm cơ hội tốt hơn, dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở tại đô thị ngày càng căng thẳng. Hơn một nửa dân số thế giới đang sống ở các thành phố và thị trấn. Quy mô dân số tại khu vực này sẽ tăng lên 70% vào năm 2050. Theo tổ chức này, hơn một tỷ người trên toàn cầu sống trong các khu ổ chuột đô thị và con số này sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2050. Giám đốc điều hành UN Habitat cho biết, hầu hết các quốc gia đang vật lộn trong việc giúp công dân tiếp cận được với nhà ở giá cả phải chăng. Trên toàn cầu, 1,6 tỷ người tiếp tục sống trong những nơi thiếu thốn. Theo một số dữ liệu nghiên cứu, nếu trước đây, thiếu nhà ở được coi là vấn đề của các nước đang phát triển, nhưng giờ đã trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Ngân hàng thế giới cho biết đến năm 2025, 1,6 tỷ người dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi thiếu nhà ở các nước giàu như Mỹ, Anh và Đức đều phải đối mặt với tình trạng này. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho biết, chi phí nhà ở đã tăng nhanh hơn thu nhập và lạm phát ở nhiều quốc gia thành viên trong những năm gần đây. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đánh giá chi phí nhà ở tăng nhanh hơn thu nhập ở hầu hết quốc gia trên thế giới. Trong một nghiên cứu tại 200 thành phố trên toàn cầu, 90% trong số này có giá bình quân một ngôi nhà cao hơn gấp 3 lần thu nhập trung bình Công ty nghiên cứu tài chính Moody's Analytics cho biết, riêng Mỹ đang thiếu 1,5 triệu ngôi nhà. Quốc gia này có ít nhà ở để bán hoặc cho thuê hơn bất kỳ thời điểm nào trong vòng 30 năm qua. UN Habitat cho biết, thế giới cần xây dựng 96.000 ngôi nhà giá rẻ mới mỗi ngày để cung cấp chỗ ở cho khoảng 3 tỷ người vào năm 2030. Một số quốc gia đã tìm cách hành động. Nhật Bản đã rất thành công trong việc cung cấp nhà ở giá rẻ, ngay cả ở các thành phố lớn. Bí quyết của nước này là luật quy hoạch đơn giản và thuế bất động sản thuận lợi. Tại Mỹ, chính phủ cam kết sẽ chấm dứt tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở trong 5 năm. Các kế hoạch bao gồm nới lỏng luật, quy định về sử dụng đất của bang và hạn chế mật độ nhà ở. Trong khi ở Scotland, chính phủ có kế hoạch tăng nguồn cung nhà đến năm 2040 thông qua các cơ chế tài trợ xây dựng nhà giá rẻ. Tổng thống Kenya đã đưa nhà ở giá rẻ trở thành trọng tâm trong chương trình phát triển của chính phủ và công bố kế hoạch xây dựng 250.000 ngôi nhà hàng năm cho những người có thu nhập thấp. Ấn Độ thì có giải pháp xây dựng mới, sử dụng các tấm tiền chế chi phí thấp làm từ vật liệu phế thải để cắt giảm chi phí xây dựng nhà ở. Các sáng kiến khác bao gồm phát triển nhà in 3D ở châu Phi, Mexico, Ấn Độ, châu Âu và các khu vực khác. Các chuyên gia cho rằng in 3D có thể tạo ra những ngôi nhà chất lượng cao nhanh hơn và rẻ hơn nhiều so với xây dựng truyền thống. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của địa phương. Đây là đề án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, đến hết tháng 5 năm 2022, toàn tỉnh có 67.684 hộ nghèo, tăng 349 hộ so với đợt giả soát vào cuối năm 2021. Hộ cận nghèo là 86.912 hộ, tăng 86 hộ. Trong đó có tới 20.878 hộ không đảm bảo chất lượng về nhà ở. 19.058 hộ có nhà không đảm bảo về diện tích bình quân đầu người, Tình trạng nhà ở không được đảm bảo khiến cuộc sống của người dân không ổn định, đặc biệt là các hộ gia đình dân tộc thiểu số, hộ neo đơn, tàn tật. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đánh giá với điều kiện nhà ở của các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 6 huyện nghèo hiện nay không đảm bảo để chống chịu khi có bão lớn, thiên tai bất thường, do đó tiềm ẩn nguy hiểm cho tính mạng và tài sản người dân. Từ thực trạng trên, tỉnh Thanh Hóa ban hành đề án sửa chữa xây mới nhà cho 8.517 hộ gia đình ở 6 huyện nghèo, gồm Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn và Mường Lát. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ xây nhà ở mới cho 4.637 hộ, sửa chữa nhà cho 3.880 hộ. Tổng số tiền đầu tư hơn 263 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách trung ương. Trong năm 2023, tỉnh sẽ hỗ trợ xây mới và sửa nhà cho 40% số hộ năm 2024 là 30% số hộ, năm 2025 là 30% số hộ còn lại. Để thực hiện đề án có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu, tổ chức thiết kế mẫu nhà tối thiểu 3 mẫu và dự toán kinh phí, số lượng vật liệu xây dựng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện dự án, phân bổ nguồn kinh phí cho đơn vị. Ngoài ra Sở Tài chính sẽ xây dựng và phân bổ nguồn kinh phí, hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí. môi giới bất động sản cho biết căn hộ giá rẻ tại các thành phố nhỏ khác ở Trung Quốc như Hoài Nam và Nhũ Sơn ở phía Tây Nam cũng được lùng mua, chủ yếu bởi những người từ nơi khác. Người mua đang bắt đầu chú ý đến các thành phố nhỏ do giá bất động sản tại đây thuộc hàng rẻ nhất nước sau nhiều năm thị trường lao dốc và nền kinh tế hiện vẫn còn yếu. Tuy nhiên, các thương vụ tại thành phố này không đủ tác động đến thị trường bất động sản khổng lồ tại Trung Quốc. Và các dữ liệu cũng chưa rõ ràng, nên đây chỉ ra một góc nhỏ của địa ốc đang phát tín hiệu hồi sinh. Hoạt động mua bán này diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc ngày càng u ám, giá nhà mới tăng chậm trong tháng 5, đầu tư vào bất động sản cũng giảm với tốc độ mạnh nhất hơn 2 thập kỷ. Với những người mua có điều kiện tham gia thị trường, giá rẻ kịch sàn của các căn hộ cũ tại thành phố nhỏ là điều khó cưỡng. Theo dữ liệu từ Anjuke, một trong những nền tảng bất động sản lớn nhất Trung Quốc, giá nhà tại một số khu vực thuộc hạc Bắc đã giảm 27% so với đỉnh năm 2021. Tương tự giá tại Hoài Nam, Nhũ Sơn và Cá Cựu cũng giảm 24% so với đỉnh. Trong khi đó, giá tại các thành phố hạng nhất như Bắc Kinh, nơi mỗi căn hộ cũ được giao bán hàng chục nghìn nhân dân tệ, chỉ giảm 1,5% trong 6 năm qua. Thành phố hạng 2 như Trùng Khánh cũng chỉ giảm hơn 10% trong 5 năm qua. Các môi giới bất động sản cho biết người mua nhà tại các thành phố nhỏ chủ yếu là nơi khác. Họ có thể là những người đầu cơ không có ý định sống tại đây hoặc là những người trẻ đang tìm nơi rẻ để nằm yên mặc kệ. Đây là thuật ngữ tại Trung Quốc chỉ lối sống buông xôi, không cạnh tranh, chỉ làm đủ để sống. Một nhóm khách hàng khác là những người muốn tìm kiếm cuộc sống về hưu thoải mái hơn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.